Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, so với cùng kỳ năm 2021, tỷ lệ tăng giá bình quân của các loại vật liệu xây dựng năm 2022 tăng đáng kể. Cụ thể như giá thép tăng khoảng 30 tới 40%, xi măng từ 15 tới 20%, nhựa đường 15 tới 20%, cát bê tông tăng 20%, đá xây dựng tăng 10%, đất đắp nền tăng 30 tới 40%. Theo khảo sát, hiện nay giá các loại vật liệu xây dựng đều tăng sau khi giá xăng dầu tăng mạnh giá các loại vật liệu tăng trung bình từ 30 tới 80% so với lúc giá xăng dầu chưa tăng. Giá vật liệu thiết bị xây dựng có biến động lớn gây khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực đến các dự án đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến khi kết thúc dự án để đưa vào khai thác sử dụng. Trưởng ban quản lý dự án khu đô thị Tây Nam Linh Đàm cho biết, với những dự án bất động sản giai đoạn đầu thực hiện đầu tư phải điều chỉnh cập nhật với giá gói thầu, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu nguy cơ làm vượt giá gói thầu, vượt dự toán xây dựng, vượt tổng mức đầu tư, dẫn đến phải điều chỉnh lại chủ trương đầu tư và dự án, cân đối lại nguồn vốn và kế hoạch bố trí vốn. Nguồn vốn phát sinh của các dự án bất động sản chuẩn bị triển khai sẽ có thể lên tới 10 tới 20%, như vậy lợi nhuận và hiệu quả của dự án giảm xuống. Nhiều chủ đầu tư có thể tạm thời dừng việc thực hiện để chuẩn bị bố trí thêm vốn và chờ thời điểm thuận lợi hơn. Với các dự án bất động sản đang thi công, giá vật liệu xây dựng tăng sẽ khiến các nhà thầu đơn vị thi công gặp khó khăn khi hợp đồng ký kết thường là những hợp đồng có định mức giá nhiều nhà thầu đơn vị thi công phải bù lỗ có những đơn vị phải bỏ vì không thể làm và chấp nhận mức phạt hợp đồng tình trạng này cũng sẽ làm kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng nhà thầu buộc phải thi công cầm chừng chờ giá vật liệu xây dựng giảm và hệ lụy là chậm thời gian hoàn thành dự án tiềm ẩn nguy cơ giảm chất lượng công trình cũng như giảm hiệu quả đầu tư xây dựng kế hoạch phát triển đối với dự án mà địa phương đề ra. Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam có cùng quan điểm cho rằng, việc giá vật liệu liên tục tăng sẽ khiến nhiều công trình xây dựng, dự án bất động sản thi công cầm chừng, đứng trước nguy cơ đắp chiếu. Thậm chí nhà đầu tư sẽ chọn cách dừng thi công và chịu nộp phạt. Việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường bất động sản vì gây khó khăn về nguồn cung. Cần có giải pháp chính sách để điều tiết đối với ngành vật liệu xây dựng, nhất là với hạng mục sắt thép và xi măng bởi đây là nguồn cung chiếm tỷ trọng rất lớn trong các công trình xây dựng, gây ảnh hưởng tới các nhà thầu, nhất là các nhà thầu đã trúng thầu chọn gói. Về lâu dài, cũng cần tìm cách để có thể chủ động đối với thị trường vật liệu xây dựng từ khâu tự sản xuất đến cung ứng, giảm thiểu những tác động từ bên ngoài. Theo Forbes, những công ty bất động sản thuộc kiểm soát của các tỷ phú Singapore đang hướng tới một năm bội thu. Nguyên nhân là nhu cầu khách sạn phục hồi mạnh mẽ thời kỳ dịch bệnh. Các chuyên gia bất động sản nhận định, đà phục hồi của lĩnh vực lưu trú đã tăng nhanh chóng trong năm 2022 sau khi các nước mở cửa biên giới. Nhu cầu du lịch giải trí và công tác vốn bị dồn nén trong thời kỳ đại dịch sẽ sớm phục hồi về mức trước dịch. Tập đoàn City Developments của tỷ phú Singapore, Kwek Leng cho biết trong nửa đầu năm 2022, lợi nhuận dòng đã đạt kỷ lục 1,1 tỷ đô la Singapore, tương đương với 801 triệu đô la Mỹ. Tập đoàn đã bán khách sạn Millennium Hinton Seoul vào tháng 2. Đây là một trong những thương vụ mua bán khách sạn lớn nhất khu vực kể từ đầu năm đến nay. Theo JLL, đầu tư trong lĩnh vực khách sạn trên toàn khu vực châu Á Thái Bình Dương đã tăng 33% lên 6,8 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm và được kỳ vọng vượt mức 10 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm tỷ lệ lấp đầy tại các dự án nhà ở tại Singapore vẫn ở mức khả quan. Singapore là một trong số ít các quốc gia châu Á ghi nhận tăng trưởng về nhu cầu trong thị trường nhà ở. Chủ tịch City Development bình luận, khi những lo ngại về dịch COVID-19 giảm mạnh, danh mục khách sạn sẽ là động lực tăng trưởng lớn, đóng góp đáng kể vào thu nhập của tập đoàn. UOL Group của tỷ phú bất động sản Wee Cho cũng đang ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh bất động sản, khách sạn và nhà ở. UOL Group là tập đoàn sở hữu Pan Pacific Hotel Group. Mới đây, UOL báo cáo thu nhập dòng trong nửa đầu năm đã tăng gấp 4 lên 371 triệu đô la Singapore. Tổng doanh thu tăng 36% lên 1,63 tỷ đô la Singapore, riêng doanh thu từ hoạt động kinh doanh khách sạn tăng 64% lên 206,3 triệu đô la Singapore. Trong khi đó, hotel properties ghi nhận mức lãi dòng 1,92 triệu đô la Singapore trong nửa đầu năm đặt cược vào sự phục hồi của ngành khách sạn, tập đoàn đang chuẩn bị mở thêm các khách sạn và khu nghỉ dưỡng mới trên khắp thế giới trong năm sau. Năm 2023, Hotel Properties sẽ mở một khu nghỉ dưỡng hạng sang mới ở Mandif, thị trường quan trọng của tập đoàn, và thêm một khách sạn 150 phòng ở Croatia. Tập đoàn đang mở rộng sang những điểm du lịch đang phát triển nhanh tại châu Âu. CBRE cho biết 6 tháng đầu năm 2022, thị trường bất động sản đã có sự phục hồi nhất định sau 2 năm chậm phát triển vì dịch Covid-19. Trong đó thị trường chứng kiến sự nổi lên nhanh chóng của căn hộ cao cấp, trung cấp trong khi căn hộ bình dân gần như biến mất. Đi cùng với sự thay đổi đó, giá bất động sản liên tiếp lập đỉnh mới. Báo cáo cho biết trên thị trường căn hộ 6 tháng đầu năm, nguồn cung mới dần phục hồi với sự dẫn dắt của phân khúc cao cấp sau khi lập đỉnh Kể từ năm 2020 đến nay, nguồn cung căn hộ ra thị trường đã sụt giảm do nhiều yếu tố dịch bệnh, pháp lý. Bước sang những tháng nửa đầu năm 2022, nguồn cung vẫn ở mức thấp. CBRE ước tính thị trường Hà Nội tung ra khoảng 8.000 căn. Thị trường thành phố Hồ Chí Minh có sự phục hồi tốt hơn với khoảng 16.000 căn hộ đã vượt qua cung của cả năm 2021. Về phân khúc căn hộ cao cấp hoàn toàn áp đảo. Tại Hà Nội, căn hộ trung cấp những năm qua luôn chiếm tỷ trọng cao, từ 65 tới 70% tổng nguồn cung thị trường. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, nguồn cung cao cấp ngày càng tăng, hiện đã chiếm khoảng 60% tổng nguồn cung. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn khi căn hộ cao cấp thường xuyên chiếm 85 tới 90% tổng nguồn cung thị trường. Ở chiều ngược lại, sự xuất hiện của căn hộ bình dân ngày càng thưa thớt. Thay Hà Nội năm nay không còn căn hộ bình dân còn tại thành phố Hồ Chí Minh, căn hộ bình dân đã biến mất trong 3 năm trở lại đây và dự báo trong 3 năm tới cũng không xuất hiện trở lại. Về vị trí dự án mới tại Hà Nội, các dự án trước đây tập trung ở phía Tây thành phố, tuy nhiên từ năm 2022, nguồn cung bắt đầu dịch chuyển về phía Đông với khoảng 63% từ đầu năm 2022 đến nay. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 83% nguồn cung bất động sản vẫn tập trung tại khu vực sôi động nhất là thành phố Thủ Đức. Về giá căn hộ sơ cấp tăng mạnh do nguồn cung mới tập trung ở phân khúc trung và cao cấp. Tại Hà Nội trong vòng 5 năm qua, mức tăng giá bình quân đã tăng 7% một năm, còn tại thành phố Hồ Chí Minh là 14% một năm. Đáng chú ý do nguồn cung hạn chế nên mức hấp thụ các sản phẩm bất động sản rất cao. Tại thị trường Hà Nội trong nửa đầu năm nay, số lượng căn hộ bán được vượt nguồn cung chào bán mới. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ hấp thụ có sụt giảm đôi chút nhưng vẫn cao ở mức 70 tới 75%. Theo CBRE, việc tỷ lệ hấp thụ sụt giảm đến từ nguyên nhân các sản phẩm định vị cao cấp, giá quá cao, có thể chưa tương xứng với vị trí dự án. Đưa ra dự báo về thị trường căn hộ trong thời gian tới, CBRE cho biết, sau 3 năm khan hiếm, nguồn cung sản phẩm vào cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều sẽ rất dồi dào. Dự kiến từ nay đến năm 2025, các chủ đầu tư sẽ tung ra thị trường những dự án mới, giá sẽ tiếp tục tăng nhưng không quá cao. Chẳng hạn giá bán trung bình căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh hiện là 58 triệu đồng một mét vuông, nhưng đến năm 2024 chỉ khoảng 62 triệu đồng một mét vuông, tương đương với mức tăng trưởng 4%. Tại Hà Nội mức tăng có thể cao hơn khoảng 8%.